về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại với chuỗi bài giảng giải bài tập toán 4 cùng cô Anh. Còn bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu ngay thôi. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bài 58 luyện tập. Trong bài luyện tập này, chúng mình sẽ cùng ôn tập lại các kiến thức đã được học trong những bài gần đây. Bây giờ, chúng mình hãy cùng bắt tay thực hiện ngay bài tập số 1 đầu tiên cùng với cô để xem chúng mình sẽ cùng được ôn tập lại những kiến thức nào các con nhé. Bài tập số 1 có đề bài như sau: tính bằng hai cách theo mẫu. Chúng mình quan sát vào mẫu mà đề bài đã cho chúng mình. Chúng mình có phép nhân 452 nhân 39. Và cách thứ nhất, đề bài đã tách 39 thành tổng của 30 cộng 9, sau đó áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng để thực hiện tính giá trị biểu thức và tính được kết quả của phép nhân 452 nhân 39 bằng 17.628. Cách thứ hai, vẫn với phép nhân 452 nhân 39, nhưng đề bài đã tách 39 trở thành hiệu của 40 và 1, sau đó thực hiện quy tắc nhân một số với một hiệu để thực hiện tính giá trị biểu thức. Và cuối cùng đã ra được kết quả của phép tính 452 nhân 39 bằng 17.628. Như vậy, quan sát vào phần mẫu, các con thấy rằng bài tập số 1 này giúp chúng mình ôn tập lại quy tắc nhân một số với một tổng và nhân một số với một hiệu, đồng thời cũng giúp chúng mình nhận rõ thấy được ứng dụng của hai quy tắc này vào trong việc thực hiện phép tính. Chúng mình có thể tách tổng, tách một số có hai chữ số trở thành một tổng của một số tròn trục và một số có một chữ số, hoặc cũng có thể tách số đó thành hiệu của một số tròn trục và số có một chữ số. Từ đó, ta có thể thực hiện phép nhân nhân với số có hai chữ số mà chúng mình chưa được học. Vậy thì bây giờ, cô cùng với các con hãy bắt tay thực hiện lần lượt từng câu một các con nhé. Câu A, chúng mình có phép nhân 896 nhân 23. Cách đầu tiên, chúng mình sẽ tách 23 thành tổng của 20 và 3. Chúng mình có 896 nhân với tổng của 20 cộng với 3. Đến đây, ta áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng để thực hiện phép tính. Muốn nhân một số với một tổng, ta sẽ nhân số đó với các số hạng, lần lượt từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau. Ta sẽ lấy 896 nhân 20. 896 nhân 20. Sau đó cộng với 896 nhân 3. Sau khi đã khai triển được biểu thức nhân một số với một tổng, ta sẽ thực hiện tính giá trị của biểu thức. Theo quy tắc, ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, cộng trừ sau. Đầu tiên, ta sẽ tính kết quả của phép nhân 896 nhân 20. Vì 20 có một chữ số 0 ở tận cùng, nên ta sẽ viết một chữ số 0 ở tận cùng phía bên tay phải của kết quả. Sau đó, ta sẽ thực hiện phép nhân 896 nhân 2 và viết kết quả đằng phía trước của chữ số 0 này. Ta có 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1. 2 nhân 8 bằng 16, thêm 1 bằng 17, viết 17. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 896 nhân 20 bằng 17.920. Sau đó, ta sẽ cộng với kết quả của phép nhân 896 nhân 3. Ta sẽ cùng thực hiện nhân nhẩm phép tính nhân này cùng với cô. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8
Nhớ 1. 3 x 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 3 x 8 bằng 24, nhớ 2, thêm 2 bằng 26, viết 26. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 896 x 3 bằng 2688. Cuối cùng, ta sẽ tính tổng của 17.920 và 2688. Chúng mình sẽ cùng thực hiện cộng nhẩm cùng với cô. Chúng mình bắt đầu thực hiện từ hàng đơn vị. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 6 cộng 9 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 cộng 7 bằng 9. 9 nhớ 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 896 x 23 bằng 20.608. Với cách thứ hai, chúng mình sẽ tách 23 thành hiệu của 30 trừ đi 7. Chúng mình sẽ cùng thực hiện xem kết quả của cách làm thứ hai này có giống với kết quả của cách làm đầu tiên không các con nhé. Chúng mình có 896 nhân với hiệu của 30 trừ đi 7, vì 23 bằng 30 trừ đi 7. Đến đây, ta áp dụng quy tắc nhân một số với một hiệu. Ta sẽ lấy số đó nhân lần lượt với số bị trừ và số trừ, sau đó trừ hai kết quả cho nhau. Ta sẽ lấy 896 nhân với 30 trừ đi 896 nhân với 7. Đến đây, ta sẽ thực hiện tính giá trị biểu thức theo quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau. Ta sẽ thực hiện kết quả của phép nhân 896 nhân 30. Sau đó, trừ đi kết quả của phép tính nhân 896 nhân 7. Với phép nhân 896 nhân với 30, ta thấy 30 có một chữ số 0 ở tận cùng phía bên tay phải, nên ta sẽ viết một chữ số 0 tận cùng ở phần kết quả. Sau đó ta sẽ lấy 896 nhân 3. Ta sẽ cùng thực hiện 3 x 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 3 x 8 bằng 24, thêm 2 bằng 26, viết 26. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 896 x 30 bằng 26.880. Sau đó ta trừ đi kết quả của phép nhân 896 x 7. Chúng mình cùng thực hiện tính nhẩm phép tính này. 7 x 6 bằng 42, viết 2, nhớ 4. 7 x 9 bằng 63, thêm 4 bằng 67, viết 7, nhớ 6. 7 x 8 bằng 56, 56 thêm 6 bằng 62, viết 62. Như vậy, ta được phép trừ 26.880 trừ 6.272. Đến đây, ta cùng thực hiện phép tính trừ. Chúng mình bắt đầu thực hiện phép tính trừ từ hàng đơn vị. 0 không trừ được 2, vay 1, 10 trừ 2 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 6 trừ 6 bằng 0. 2 hạ 2. Như vậy, chúng mình được kết quả là 20.608. Hai cách làm khác nhau, nhưng với cùng một phép tính ra kết quả giống nhau. Như vậy, các
cách thực hiện của chúng mình đã hoàn toàn chính xác. Tương tự như vậy, các con sẽ cùng thực hiện câu B của bài toán này. Câu B chúng mình có phép nhân 547 nhân 38. Đầu tiên, chúng mình sẽ tách 38 thành tổng của 30 cộng 8. Chúng mình có 547 nhân tổng của 30 cộng với 8. Đến đây, ta áp dụng quy tắc nhân một số với một tổng. Ta sẽ lấy 547 nhân với 30. Cộng 547 nhân với 8. Sau đó, ta sẽ thực hiện tính hai phép tính 547 nhân với 30 và 547 nhân 8 rồi cộng hai kết quả lại với nhau. Chúng mình cùng thực hiện lần lượt từng phép tính. 547 nhân với 30, ta có 30 là một số tròn trục, có một chữ số 0 ở tận cùng phía bên tay phải, ta sẽ viết một chữ số 0 tận cùng phía bên tay phải của kết quả. Sau đó ta sẽ lấy 547 nhân với 3 và sau đó viết kết quả vào phía trước của chữ số 0 này. Ta có 3 nhân 7 bằng 21, viết 1. Nhớ 2. 3 nhân 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 nhân 5 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 16. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 547 nhân với 30 bằng 16.410. Tiếp theo đó, ta sẽ thực hiện phép nhân 547 nhân với 8. Chúng mình cùng thực hiện. 8 nhân 7 bằng 56, viết 6, nhớ 5. 8 nhân 4 bằng 32, thêm 5 bằng 37, viết 7, nhớ 3. 8 nhân 5 bằng 40, thêm 3 bằng 43, viết 43. Như vậy, đến đây ta sẽ thực hiện phép tính cộng 16.410 cộng với 4.376. Chúng mình cùng cộng nhẩm kết quả cùng với cô. Chúng mình sẽ thực hiện cộng từ hàng đơn vị. 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. Như vậy, ta được kết quả của phép nhân 547 nhân với 38 bằng 20.786. Cách thứ 2, chúng mình sẽ biến 38 thành hiệu của 40 và 2. Sau đó chúng mình áp dụng quy tắc nhân một số với một hiệu để tính giá trị của biểu thức và từ đó sẽ tính được kết quả của phép tính nhân này. Chúng mình cùng thực hiện cách số 2. Chúng mình có 547 nhân với hiệu của 40 trừ đi 2. Ta sẽ áp dụng quy tắc nhân một số với một hiệu. Ta sẽ lấy số đó nhân với số bị trừ là 40. Ta lấy 547 nhân với 40 trừ đi 547 là lấy số đó nhân với 2 là nhân với số trừ. Đến đây, ta sẽ cùng thực hiện tính giá trị biểu thức. Đầu tiên, ta tính giá trị của phép tính 547 nhân với 40. Ta sẽ viết một chữ số 0 ở tận cùng phía bên tay phải của kết quả vì 40 có một chữ số 0 ở tận cùng. Sau đó ta sẽ lấy 547 nhân với 4 được kết quả bao nhiêu viết đằng trước chữ số 0 này. 4 nhân 7 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 4 nhân 4 bằng 16, thêm 2 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 4 nhân 5 bằng 20, thêm 1 bằng 21, viết 21.
Sau đó chúng mình sẽ trừ đi kết quả của phép nhân 547 x 2. Chúng mình cùng nhẩm tính. 2 x 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9. 2 x 5 bằng 10, viết 10. Như vậy, chúng mình được phép tính trừ 21.880 trừ 1.094. Bây giờ, chúng mình cùng thực hiện trừ nhẩm cùng với cô. 0 không trừ được 4, vay 1. 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10, 8 không trừ được 10, vay 1. 18 trừ 10 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0, 2 hạ 2. Như vậy, với cách làm số 2 này, chúng mình cũng tính ra được kết quả của phép tính nhân. 547 nhân với 38 sẽ bằng 20.786. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 1 đầu tiên rồi. Qua bài tập số 1 này, chúng mình đã cùng ôn tập lại quy tắc nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu. Và chúng mình cũng đã ứng dụng hai quy tắc này vào trong việc giải bài toán nhân với số có hai chữ số. Chúng mình hãy cùng quan sát lại một lần nữa phần bài làm của chúng mình. Và chúng mình thấy rằng với các phép nhân và các số đó gần với số 20 thì ta nên tách chúng thành tổng của 20 cộng với 3. Nghĩa là với một số có hai chữ số gần với số tròn trục bé hơn thì ta nên tách số đó thành tổng của số tròn trục bé hơn cộng với một số tự nhiên. Còn với các số có hai chữ số mà gần với số tròn trục lớn hơn thì ta nên tách số đó thành hiệu của số tròn trục lớn hơn và một số có một chữ số. Như vậy, việc tính toán của chúng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy các con ạ. Đó là một lưu ý nhỏ cho chúng mình khi làm bài để chúng mình có thể giải bài toán một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bây giờ, chúng mình hãy cùng tiếp tục chuyển sang bài tập số 2 cùng với cô. Bài tập số 2 của chúng mình là một bài toán giải có lời văn. Vậy thì trước khi đi vào giải bài toán, cô cùng với các con hãy đọc đề bài và tóm tắt bài toán. Bài toán số 2 có đề bài như sau. Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế? Trước khi vào giải bài toán, chúng mình hãy cùng tóm tắt để ghi nhớ bài toán hơn và tìm ra hướng giải cho bài toán này. Chúng mình sẽ có tóm tắt như sau. Nhà hát đó có 10 lô ghế. Một lô thì lại có 5 hàng. Một hàng thì có 20 ghế. Và đề bài hỏi chúng mình là nhà hát đó sẽ có bao nhiêu chiếc ghế? Vậy thì các con hãy cùng quan sát lại, tóm tắt và quan sát lại một lần nữa bài toán. Chúng mình có thấy đây là một bài toán rất quen thuộc với chúng mình không nào? Chúng mình đã giải bài toán này một số lần trong những bài học gần đây. Chúng mình thấy rằng để tính được xem nhà hát đó có bao nhiêu ghế, chúng mình sẽ có hai cách làm. Với cách số 1, chúng mình sẽ sử dụng hai thông tin đầu tiên. Nhà hát đó có 10 lô ghế, một lô ghế thì có 5 hàng ghế. Như vậy, chúng mình sẽ tìm xem bước số 1, tìm xem nhà hát đó có bao nhiêu hàng ghế. Có bao nhiêu hàng ghế?
sau đó kết hợp với thông tin một hàng thì có 20 ghế. Để thực hiện bước số 2, đó là tìm xem nhà hát đó có bao nhiêu ghế. Muốn tính số hàng ghế, chúng mình nhìn thấy nhà hát đó có 10 lô, một lô có 5 hàng ghế. Như vậy muốn tính số hàng ghế, ta sẽ lấy số hàng ghế ở một lô nhân với số lô là nhân với 10. Như vậy chúng mình đã ra được là có 50 hàng ghế. Sau khi tìm được số hàng ghế, kết hợp với thông tin là một hàng có 20 ghế, ta sẽ tìm được số ghế bằng cách lấy số ghế ở một hàng là 20 ghế nhân với số hàng là nhân với 50 để ra được kết quả chính là số ghế. Đó chính là cách số 1 đầu tiên của chúng mình. Cách số 2, chúng mình có thể vận dụng hai thông tin phía dưới. Một lô ghế thì có 5 hàng ghế, một hàng thì lại có 20 ghế. Như vậy, chúng mình sẽ tính được một lô thì có bao nhiêu ghế. Bằng cách ta sẽ lấy số ghế ở một hàng là 20 nhân với số hàng của một lô chính là 5 hàng và ra kết quả bằng 100 ghế. Một lô ghế thì có 100 ghế. Vậy thì kết hợp với thông tin là nhà hát đó có 10 lô ghế để tìm ra số ghế ở bước thứ 2 có bao nhiêu ghế. Bằng cách chúng mình lấy số ghế ở một lô là 100 ghế nhân với số lô chính là 10 lô ghế nhân với 10 và ra kết quả được chính là số ghế. Như vậy, chúng mình hãy cùng quan sát lại hai cách giải của bài tập số 2 này và sau đó chúng mình sẽ cùng trình bày bài toán này vào trong vở với cô. Trong vở chúng mình sẽ chỉ cần trình bày một cách, chúng mình có thể trình bày cách 1 hoặc cách số 2 đều được. Với bài toán này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình trình bày cách số 1 vào trong vở bài tập của chúng mình các con nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ đi tính xem nhà hát đó có bao nhiêu hàng ghế. Chúng mình có lời giải nhà hát đó có số hàng ghế là nhà hát đó có số hàng ghế là nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng. Như vậy muốn tính số hàng ghế, ta sẽ lấy số hàng ở một lô là 5 nhân với số lô là nhân với 10. 5 nhân 10 sẽ bằng 50. Như vậy nhà hát đó có 50 hàng ghế. Sau khi đã tính được số hàng ghế, ta sẽ đi tính được xem nhà hát đó có bao nhiêu ghế. Ta có lời giải nhà hát đó có số ghế là, ta sẽ lấy số ghế ở một hàng là 20 ghế nhân với số hàng là nhân với 50 hàng và ta sẽ được kết quả. Ta sẽ thực hiện phép tính nhân 20 nhân với 50.
20 và 50 cùng có một chữ số 0 ở tận cùng phía bên tay phải, nên ta sẽ viết hai chữ số 0 vào tận cùng phía bên tay phải của kết quả. Sau đó ta sẽ lấy 2 nhân 5 bằng 10 và ta sẽ viết 10 phía trước hai chữ số 0 này và được kết quả của phép tính 20 nhân 50 bằng 1000 và ta có đơn vị là ghế. Như vậy ta đã trả lời được câu hỏi mà đề bài đưa ra. Nhà hát đó có 1000 ghế. Đến đây, ta có thể ghi đáp số. Đáp số 1000 ghế. Như vậy, chúng mình cũng đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Qua bài tập số 2 này, chúng mình đã cùng ôn tập lại một bài toán giải mà chúng mình đã được học gần đây. Bây giờ, chúng mình hãy cùng cô chuyển tiếp sang bài tập số 3, cũng là một bài toán giải. Vậy bài toán số 3 này sẽ có cách giải khác như thế nào? Thì bây giờ, chúng mình hãy cùng đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng mình có đề bài như sau. Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy cột mốc ghi Hà Nội 1000 km. Khi đi qua cột cây số đó, Mai lại nhìn thấy mặt kia của cột cây ghi Thành phố Hồ Chí Minh 724 km. Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km? Để thực hiện bài toán này, chúng mình sẽ cùng với cô tóm tắt bằng sơ đồ để chúng mình có thể nhìn rõ hơn. Chúng mình thấy rằng Mai đi theo chiều này và gặp một cột cây số, cột mốc. Cô sẽ đánh dấu ở đây chính là tấm biển ghi cột mốc. Và Mai nhìn thấy cột cây số đó ghi là Hà Nội 1000 km. Vậy muốn biết xem là Mai đi từ Bắc vào Nam thì chúng mình phải, hay là từ Nam ra Bắc thì chúng mình phải hiểu ý nghĩa của cột ghi cây số này. Cột ghi cây số ghi Hà Nội 1000 km nghĩa là từ điểm cột cây số đó cách thành phố Hà Nội là 1000 km. Như vậy các con sẽ thấy hướng Hà Nội sẽ ở phía trước mặt của Mai. Vì vậy, điểm này sẽ là Hà Nội. Và từ cột cây số cách Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 1000 km. Và mặt bên kia của tấm biển ghi Thành phố Hồ Chí Minh 724 km. Nghĩa là tính từ cột mốc đến phía đằng sau cột mốc đến thành phố Hồ Chí Minh thì cách 724 km. Như vậy đầu cột bên này sẽ là thành phố Hồ Chí Minh và cách 724 km. Thành phố Hồ Chí Minh là ở miền Nam, còn thủ đô Hà Nội sẽ ở miền Bắc. Như vậy ta sẽ khẳng định được Mai đi từ Nam ra Bắc. Và chúng mình cũng sẽ tính được khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bằng cách ta sẽ lấy 724 cộng với 1000 để ra được khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Vậy thì bây giờ cô cùng với các con hãy đi vào trình bày bài toán này. Đầu tiên chúng mình sẽ trả lời câu hỏi mà đề bài đưa ra. Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc? Chúng mình sẽ trả lời được Mai đi từ Nam ra Bắc. Mai đi từ Nam ra Bắc. Và chúng mình sẽ tính được độ dài quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km. Ta có lời giải độ dài quãng đường
Hà Nội. Đến thành phố Hồ Chí Minh. Là chúng mình sẽ lấy độ dài từ thành phố Hà Nội đến cột mốc là 1.000 km cộng với độ dài quãng đường từ cột mốc đến thành phố Hồ Chí Minh là 724 km và ta sẽ được kết quả bằng 0 + 4 = 4, 0 + 2 = 2, 0 + 7 = 7, 1 + 1. Ta sẽ tính được độ dài quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là 1.724 km. Và chúng mình có đáp số 1.724 km. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 3, cũng là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Qua bài 58 này, chúng mình sẽ ôn tập lại kiến thức liên quan đến nhân một số với một tổng và nhân một số với một hiệu và các bài toán giải có liên quan. Cô hy vọng rằng các con đã có những giờ học lý thú và bổ ích. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.